chuyện thỏ con không vâng lời, nhà thỏ ở bìa rừng, nên thỏ mẹ phải đi từ sớm để vào rừng tìm thức ăn. Thỏ mẹ đi rất là sớm, nên họ mẹ dặn thỏ con: "Thỏ con của mẹ, con ở nhà chớ có đi chơi xa nhé." "Vâng mẹ ạ, con sẽ ở nhà không đi đâu chơi đâu ạ." Nói rồi thỏ con chào thỏ mẹ và đi vào nhà chơi. Chơi được một lúc, thỏ con đi đi lại lại và ngẫm: "Sao mẹ lâu về thế nhỉ?" Đang mãi nghĩ, đâu có một bạn bướm bướm bay tới. Bướm bướm nói: "Này thỏ con ơi, thỏ con ơi, chúng mình cùng vào rừng chơi đi. Ở đó có hoa, cỏ rất là nhiều, vui lắm thỏ ơi." Thỏ con liền bảo: "Nhưng mẹ tớ đã dặn không được đi chơi xa, và tớ cũng đã hứa với mẹ rồi, tớ không đi đâu." Bướm bướm lại nói: "Chúng mình đi một chút rồi về ngay mà, chúng ta sẽ về nhà trước khi mẹ cậu về là được." Thỏ con nghĩ ở nhà cũng chán, thỏ con suy nghĩ một hồi và đưa ra một ý định đi cùng bướm đến vườn hoa chơi. Thế là thỏ con cùng bướm đi vào rừng chơi. Cả hai cùng say sưa hái những bông hoa đầy màu sắc. Thỏ nói: "Mình sẽ hái thật nhiều hoa để về tặng bố mẹ mình." Thỏ con đi chơi tiếp, đi mãi, đi mãi, đi đến trời sụp tối. Bầu trời kéo một đám mây đen, sấm sét đùng đùng. Thỏ con và bướm sợ hãi. Bướm nói: "Thỏ ơi, về nhà đi, về nhà đi, tôi sợ lắm, tôi sợ lắm." Nói rồi bướm bướm bay thật nhanh. Bạn thỏ con sợ gọi to: "Bướm bướm ơi, bướm bướm ơi, bạn đợi tôi về với. Hít, tôi không nhớ đường về nhà." Trời bắt đầu có những hạt mưa rì rào và càng lúc càng lớn. Thỏ mẹ về nhà vội vã và gọi to: "Thỏ con ơi, thỏ con ơi, thỏ con ơi, mẹ đã về đến nhà rồi đây. Mẹ có đem về rất là nhiều đồ ăn dành cho con đấy thỏ con ơi. Thỏ con ơi. Ôi, thỏ con đâu rồi? Chắc lại đi chơi nữa rồi. Nhưng trời đang rất là mưa to. Thỏ con đi đâu được nhỉ?" Thỏ mẹ lo lắng, chạy đi tìm thỏ con. Trong rừng, bác gấu đang kiếm ăn về. Bỗng nhiên bác gấu nghe tiếng khóc. "Tiếng khóc của ai đấy nhỉ?" Âm thanh gần đây, bác gấu đi tới và thấy thỏ con đang khóc. Bác gấu hỏi: "Họ con đi lạc vào rừng rồi đúng không? Nhà cháu ở đâu để bác đưa về?" Thỏ con gặp được bác gấu, thỏ con rất vui mừng và nói: "Vâng, bác đưa cháu về với ạ. Nhà cháu ở cạnh bìa rừng đấy ạ." Thế là bác gấu đưa thỏ con về nhà. À, mẹ cháu cũng chạy ra đón cháu rồi kìa. Thỏ mẹ mừng rỡ nói: "Cảm ơn bác gấu rất nhiều. Không có bác gấu, không biết thỏ con phải làm sao." Thỏ con kể lại câu chuyện hái hoa cho mẹ nghe. "Con của mẹ rất ngoan, nhưng con đi chơi xa thì rất là nguy hiểm. Lần sau con phải hứa với mẹ là không được đi chơi xa nữa nhé." Thỏ con ngẹn ngùng trả lời: "Dạ vâng ạ." Cô Quỳnh xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp các bạn ở những hoạt động tiếp theo.